Kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn nghe những thông tin cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay, ngày 2 tháng 12 năm 2021 trên kênh Phunoo TV. Kênh chuyên cập nhật những thông tin về giá cà phê và giá hồ tiêu hàng ngày. Nếu các bạn quan tâm tới hai loại nông sản này, hãy ấn nút đăng ký kênh, đồng thời nhấn hình quả chuông để nhận được thông báo về những video mới mỗi khi kênh phát hành. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ và ngày làm việc hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, giá tiêu hôm nay ngày 2 tháng 12 tiếp tục duy trì đà tăng. Trên thị trường thế giới, theo thông tin từ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, trong tuần trước, từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 11 tại khu vực Nam Á, giá tiêu Ấn Độ tiếp tục theo chiều hướng tích cực do sự gia tăng của nhu cầu và sự dịu đi của đại dịch COVID-19. Tiêu đen nội địa ở quốc gia này đã tăng 4% từ 6.223 USD trên tấn lên 6.501 USD trên tấn. Giá FOB tiêu đen tại cảng Kochi cũng tăng tới 10% từ 6.501 USD lên 7.125 USD trên tấn. Còn tại Sri Lanka, giá tiêu nội địa tăng tuần thứ 6 liên tiếp. Tiêu đen nội địa của quốc gia này tăng gần 5% từ 4.895 USD trên tấn lên 5.163 USD trên tấn. Giá tiêu tại Sri Lanka tăng tới 24% trong hơn một tháng qua. Trong tuần trước, giá tiêu nội địa tiếp tục ghi nhận xu hướng giảm. Trong khi đó, các loại còn lại ổn định trong 3 tuần do thị trường khá trầm lắng. Cụ thể, giá tiêu đen trong nước đã giảm đi 1% từ 3.528 USD trên tấn xuống 3.494 USD trên tấn. Tiêu trắng nội địa giữ nguyên trong khoảng từ 5.361 đến 5.368 USD trên tấn. Giá FOB tiêu đen tại cảng thành phố Hồ Chí Minh vẫn giữ trong khoảng từ 4.290 USD trên tấn với loại 500 g trên lít và 4.390 USD trên tấn với loại 550 g trên lít. Giá FOB tiêu trắng tại cảng thành phố Hồ Chí Minh vẫn ổn định ở mức là 6.500 USD trên tấn. Trong khi đó, giá tiêu giao dịch nội địa và quốc tế của Indonesia ổn định trong 3 tuần này. Sau 3 tuần tăng liên tiếp do thị trường ít giao dịch, tại Malaysia, giá hồ tiêu có xu hướng giảm do sự suy yếu của đồng ringgit Malaysia so với đồng USD. Về tình hình giá hồ tiêu trong nước sáng nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, theo ghi nhận, giá hồ tiêu tăng thêm từ 500 đến 1.000 đồng trên 1 kg ở hầu khắp các khu vực trồng tiêu trọng điểm. Mức giá được thu mua từ 84.000 tới 88.000 đồng 1 kg. Tại hai địa phương là tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông, giá tiêu sáng nay thu mua quanh mức 86.000 đồng 1 kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai thu mua ở mức 84.000 đồng 1 kg. Mức giá cao nhất ghi nhận là 88.000 đồng 1 kg tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trong khi đó, tại tỉnh Bình Phước, giá hồ tiêu sáng nay tăng thêm 1.000 đồng và được thu mua quanh mức 87.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đồng Nai, giá hồ tiêu sáng nay thu mua ở mức 84.500 đồng 1 kg. Thưa quý vị và các bạn, các nhà quan sát nhận định những ngày tới là thời điểm giá tiêu khởi sắc hơn nữa và sẽ tăng mạnh trở lại khi thị trường sôi động trước lực mua của những đơn vị xuất khẩu. Một thương nhân trong ngành tiết lộ, các hợp đồng tiêu trắng với khách hàng Trung Quốc vẫn được giữ ổn định cho tới trước lễ Giáng sinh năm nay. Với nhu cầu tăng cao dịp cuối năm, dự báo giá hồ tiêu trên thế giới cũng tiếp tục xu hướng tăng. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật giá hồ tiêu ngày 2 tháng 12. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin tiếp theo.